Nhận định bóng đá Arsenal với Man City 23 giờ 30 phút ngày 21 tháng 2, vòng 25 ngoại hạng Anh. Lấy điểm của một Man City đang có phong độ rất ấn tượng chắc chắn sẽ không phải nhiệm vụ dễ dàng với Arsenal. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mục tiêu của Arsenal bây giờ có lẽ chỉ còn là lọt vào top 6 khi họ đang trình diễn với phong độ đáng thất vọng. Sau khi chật vật thoát khỏi vị trí thứ 15, hiện tại thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta xếp thứ 10 và còn cách đội xếp thứ 6 là Liverpool khoảng cách 6 điểm. Ở vòng đấu trước, Arsenal giành chiến thắng 4-2 trước Leeds, đối thủ đang có cùng số điểm. Quan trọng hơn, Emerick Aubameyang đã ghi hat-trick trong trận đấu này. Những điều tích cực trên có lẽ sẽ cổ vũ rất nhiều cho tinh thần của pháo thủ. Arsenal đã bất bại trong 6 trận sân nhà gần nhất ở ngoại hạng Anh. Tuy nhiên lần tiếp đón Man City chắc chắn sẽ không dễ dàng bởi trong 10 lần đối đầu gần nhất, pháo thủ chưa một lần giành trọn 3 điểm. Hai tháng qua có lẽ là khoảng thời gian như mơ đối với Man City khi họ đã toàn thắng trong 17 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Sau khởi đầu khó khăn, thầy trò Pep Guardiola đã lấy lại được phong độ và vươn lên dẫn đầu với 56 điểm, nhiều hơn đội xếp nhì là Man United 10 điểm, thiếu vắng Sergio Aguero và Gabriel. Huấn luyện viên Guardiola vẫn có thể làm nên phép màu khi giúp đội ghi bàn hiệu quả khi không có một trung phong thực thụ nào. Trong 6 trận gần nhất, The Citizen ghi được đến 16 bàn thắng, đồng thời chỉ có 3 lần thủng lưới. Sắp tới, Man City đối mặt với lịch thi đấu khá dày khi chinh chiến ở cả ngoại hạng Anh, Champions League và cả FA Cup. Vì vậy, trong ngày hành quân đến sân Emirates, huấn luyện viên Guardiola có thể sẽ có vài sự thay đổi trong đội hình để các trụ cột được nghỉ ngơi. Dự đoán tỷ số, Arsenal 0-2 Man City. We'll be right back.